thì mình gặp cái cảnh này, con cua nó bị xe cán nát hết trơn luôn. Cái gì đâu mà dẹp lép, bây giờ chỉ còn có mấy mảnh vỡ. Đi tới vài bước thì thêm một con nữa nè mọi người. Tới mùa sinh sản là nó bò tùm lum hết, kể cả bò lên lộ để bị xe cán về nè. Cầm nó lên mà thấy tội nghiệp gì đâu. Tới cái lúc mà mình mở cái yếm của nó ra, mấy con cua con phía trong nó còn sống, mình mới lập tức đem nó vô nhà để cứu mấy con cua con. Đầu tiên mình sẽ rửa cho nó sạch trước cái, rồi sau đó đem mấy con cua con ra ngoài. Gặp trễ xíu là mấy con cua con này chắc nó cũng ngủm luôn á. Mình đem mấy con cua con ra ngoài rồi, nhưng cũng có một số con nó ngủm rồi mọi người ơi. Con cua mẹ thì mình cho nó xuống cái ao gần nhà mình, sẵn có bèo ở đây mình vớt về một ít để cho mấy con cua con. Từ đây về sau mình sẽ nuôi tụi nó.